Hóa vàng ngày nào đẹp năm 2024 để được thần linh phù hộ, tiền bạc kéo vào ầm ầm. Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Thưa quý vị, hóa vàng ngày Tết là một nghi lễ quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền để cúng tiễn ông bà trở về âm cảnh. Lễ hóa vàng theo phong tục tập quán của người Việt chính là lễ cúng tiễn tổ tiên, ông bà, hay còn được gọi là mâm cơm cúng gia tiền. Từ ngày 30 Tết đón các cụ về ăn Tết với gia đình, thì nay cũng là mâm cơm tiễn các cụ về cõi âm. Ngoài ra, lễ hóa vàng cũng chính là tỏ lòng biết ơn đến chư vị thần linh, tổ tiên, ông bà trong nhà và là lễ đón thần tài, tài lộc về với gia đình, hy vọng một năm làm ăn thuận lợi, hanh thông. Đồng thời, thể hiện lòng tôn kính, sự cầu mong tổ tiên ban phước lành cho hậu thế, một năm nhiều may mắn, sức khỏe và thịnh vượng. Vậy hóa vàng giờ nào tốt, ngày nào đẹp năm 2024? Mâm cúng hóa vàng cần chuẩn bị như thế nào và cần kiêng kỵ điều gì khi làm lễ này để tổ tiên không trách phạt mà phù hộ cho gia đình trong năm mới được cát lành sai lộc? Tất cả những điều này sẽ được chúng tôi giải đáp ngay sau đây. Xin mời các bạn theo dõi video để tìm hiểu nhé! Vâng, các bạn thân mến, lễ hóa vàng chính là lễ hóa hương vàng, vàng mã, quần áo để đưa tiễn ông bà, tổ tiên trở về âm cảnh sau khi đã đón 3 ngày Tết cùng gia đình, con cháu. Sau lễ cúng Tết, lễ hóa vàng cũng được chú trọng không kém trong nét văn hóa của người Việt. Tùy vào điều kiện gia đình mà làm lễ to hay nhỏ khác nhau, một cách chuẩn bị khác nhau. Sau khi thực hiện cúng lễ xong thì gia chủ sẽ tiến hành hóa vàng. Trong đó, tiền vàng của gia thần được hóa trước rồi mới đến của tổ tiên. Nơi đốt vàng mã thường có cây mía dài với ý nghĩa làm gậy trống để các linh hồn mang đồ về cõi âm. Vì việc làm này có ý nghĩa tâm linh nên các bạn cần phải lưu ý những điều sau đây khi hóa vàng. Thứ nhất là lựa chọn ngày giờ đẹp để hóa vàng trong năm 2024. Ngày hóa vàng đẹp mỗi năm lại có sự thay đổi, không vào một ngày cố định, thường rơi vào ngày mùng 3 Tết âm lịch. Năm nay, các gia đình có thể làm lễ hóa vàng vào ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 7 Tết. Về giờ đẹp thì các bạn có thể chọn các khung giờ như sau. Ngày mùng 3 tháng 1 Tết, giờ hoàng đạo, Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Ngày mùng 4 tháng 1 Tết, giờ hoàng đạo, Dần 3 đến 5 giờ, Mão 5 đến 7 giờ, Tỵ 9 đến 11 giờ, Thân 15 đến 17 giờ, Tuất 19 đến 21 giờ, Hợi 21 đến 23 giờ. Ngày mùng 5 tháng 1 Tết, giờ hoàng đạo, Tý 23 đến 1 giờ, Sửu 1 đến 3 giờ, Thìn 7 đến 9 giờ, Tỵ 9 đến 11 giờ, Mùi 13 đến 15 giờ, 19 đến 21 giờ. Ngày mùng 6 tháng 1 Tết, giờ hoàng đạo, Tý 23 đến 1 giờ, Dần 3 đến 5 giờ, Mão 5 đến 7 giờ, Ngọ 11 đến 13 giờ, Mùi 13 đến 15 giờ, Dậu 17 đến 19 giờ. Ngày mùng 7 tháng 1 Tết, giờ hoàng đạo, Dần 3 đến 5 giờ, Thìn 7 đến 9 giờ, Tỵ 9 đến 11 giờ, Thân 15 đến 17 giờ, Dậu 17 đến 19 giờ, Hợi 21 đến 23 giờ. Thứ hai là mâm cúng hóa vàng cần chuẩn bị như thế nào? Mỗi gia đình, vùng miền sẽ chuẩn bị mâm cúng lễ hóa vàng khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung thì hóa vàng năm 2024 sẽ cần chuẩn bị các lễ vật sau. Mâm cỗ mặn bao gồm gà trống, rượu, thịt, bánh chưng, tiền âm phủ, vàng mã, mầm ngũ quả, hoa tươi, hương, bánh kẹo, trầu cau, thuốc lá, mía cây. Mầm cỗ cúng hóa vàng ngày Tết tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi gia đình. Tuy nhiên, dù làm mầm cỗ mặn hoặc chay cũng nên có đầy đủ các món đặc trưng của mâm cúng ngày Tết như món luộc, xào, canh, miến, rượu. Nếu cúng mặn thì mâm cơm không thể thiếu con gà trống. Mầm cỗ chay hay mặn đều được nhưng cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ, trang nghiêm để thể hiện lòng thành kính. Lưu ý, nếu mâm cỗ cúng ngoài trời thì phải đặt đầu gà quay ra đường để đón quan hành khiển cai quản năm mới đi qua. Nếu đặt gà cúng trên bàn thờ nên quay đầu gà hướng về bát hương với tư thế há miệng, chân quỳ để chầu tổ tiên, thần linh bạn nhé. Thứ ba là bài văn khấn cúng hóa vàng. Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Còn kính lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Còn kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần. Còn kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Còn kính lạy Ngài Đương Niên Hành Khiển, Ngài Bản Cảnh Thanh Hoàng, các Ngài Thổ Địa, Táo Quân, Long Mạch tôn thần. Còn kính lạy các cụ tổ khảo, tổ tỷ, nội ngoại tiên linh. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng Giêng năm ... Chung còn là tuổi, hiện cư ngụ tại ... Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tiểu lễ nghi, cùng bày trước án. Kính cần thưa trình, tiệc xuân đã mãn, nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh. Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám. Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Thứ tư là cách đốt vàng mã đúng nhất, không phạm. Theo quan niệm của người Việt cổ, ngày lễ tiễn ông bà tổ tiên là vô cùng quan trọng. Ngày Tết, gia thần và tổ tiên ngự trên ban thờ, vì thế đèn hương không bao giờ tắt. Các đồ lễ như bánh kẹo, hoa quả cũng đều phải chờ đến ngày này mới hạ xuống. Nếu chưa làm lễ hóa vàng mà hạ lễ thì ắt phạm phải những điều bất kính. Cách đốt vàng mã như thế nào cho đúng vô cùng quan trọng. Trước tiên, gia chủ hóa tiền vàng của gia thần trước tổ tiên để tránh bị nhầm lẫn. Trong văn hóa người Việt xưa, người ta còn đặt đôi ba cây mía ở hai bên ban thờ với ngụ ý làm đòn gánh tiễn các cụ về trời. Ngày hóa vàng, gia chủ cần chuẩn bị mầm cỗ cúng đầy đủ rượu thịt như cỗ cúng trong 3 ngày Tết. Trên mâm phải có gà luộc, đầy đủ các món rượu, thịt, bày biện cẩn thận. Tiền, vàng mã cũng cần chuẩn bị chu đáo để đủ hành trang, lộ phí cho bậc gia tiên lên đường. Đợi hương cháy hết hoặc qua một tuần hương thì gia chủ chắp tay vái 3 vái, xin phép ông bà mang vàng mã đi hóa. Khi hạ lễ thì phải hạ lễ từ bậc thần rồi mới đến tổ tiên. Phải hóa ở nơi sạch sẽ, thoáng mát, có đồ hóa riêng chứ không lấy tùy tiện. Khi hóa thì nên hóa của gia thần trước rồi mới đến phần vàng mã của tổ tiên để không nhầm lẫn. Đặc biệt, phần vàng mã dành cho người mới mất trong năm thì sẽ hóa cuối cùng. Lúc hóa xong, phần tiền vàng sớ trạng đã cháy hết thì gia chủ vẩy vào thêm chút rượu. Vì quan niệm xưa cho rằng phải như thế thì khi đến cõi âm các cụ mới nhận và tiêu được số tiền đó bạn nhé. Đó là toàn bộ thông tin liên quan đến việc hóa vàng sau 3 ngày Tết. Các bạn có thể tham khảo để việc cúng hóa vàng đạt được ý nghĩa trọn vẹn nhất bạn nhé. Ngoài ra, trong quá trình hóa vàng, nếu thấy ban thờ có các dấu hiệu sau đây thì bạn cần phải hết sức chú ý. Thứ nhất là bàn thờ tự nhiên bị rơi. Nếu không có bất cứ tác động vật lý nào mà bàn thờ lại rơi xuống đất thì theo phong thủy điều này cực kỳ xui xẻo. Điều này có thể lý giải là do bàn thờ sau nhiều năm sử dụng, các ốc vít bắt vào tường của bàn thờ đã bị lỏng hoặc bị mối mọt đục khoét. Cũng có thể do đồ thờ nặng quá nên mới làm bàn thờ rơi xuống. Trong trường hợp này, bạn hãy bình tĩnh dọn dẹp và nhanh chóng lắp lại bàn thờ mới chắc chắn hơn. Thứ hai là ảnh thờ bị nghiêng lệch hoặc đổ mồ hôi. Nếu hiện tượng này xảy ra thì theo phong thủy gia đình có thể sắp gặp mối nguy lớn có liên quan đến bệnh tật hoặc kinh tế. Ảnh thờ đổ mồ hôi là do tính thủy trong nhà quá nặng, mà thủy ở đây là tiêu cực. Về khía cạnh khoa học thì trời nồm ẩm dễ khiến ảnh thờ bị đổ mồ hôi. Ảnh thờ bị nghiêng có thể do ai đó đụng chạm vào hay có chuột bò qua. Bạn hãy khắc phục bằng cách chỉnh lại ảnh thờ và dùng khăn khô lau hết hơi ẩm. Thứ ba là bát hương bị dịch chuyển khỏi vị trí cũ. Theo phong thủy, việc bát hương bị xê dịch cũng là điều cấm kỵ. Nếu bạn thấy bát hương đột nhiên bị dịch chuyển thì nên cẩn trọng, sắp tới có thể gặp phải những điều không may. Điều này có thể khiến gia đình mất đi hòa khí, công việc làm ăn bị ảnh hưởng. Những người làm ăn kinh doanh, đầu tư phải đặc biệt thận trọng. Khi phát hiện bát hương của gia đình bị xê dịch, bạn nên đề phòng kẻ gian, kẻ tiểu nhân hãm hại, tránh đầu tư lớn. Thứ tư là bát hương đột nhiên bốc cháy. Bát hương là vật mang nhiều ý nghĩa tâm linh nhất trên bàn thờ. Nếu bát hương của gia đình đột nhiên bốc cháy thì bạn cần cẩn trọng. Nếu theo khoa học, hiện tượng này xảy ra khi bạn cắm chân nhang gần nhau, chúng bắt lửa âm ỉ dẫn tới bốc cháy. Còn theo tâm linh, hiện tượng này cảnh báo sức khỏe của gia chủ. Với người làm kinh doanh nên hạn chế sự nóng nảy, bộc trực của mình, kẻo cản trở tài lộc. Nếu nhà có người ốm lâu ngày chưa khỏi thì càng phải hết sức thận trọng vì tình trạng của người đó có thể chuyển biến xấu. Thứ năm là mặt trước của bàn thờ bị trách xuống đất. Việc bàn thờ bị trách xuống đất có thể là cảnh báo tài chính của gia đình đang có vấn đề, có thể gặp phải chuyện xui xẻo trong làm ăn, việc chi tiêu của gia đình, vì vậy nên cẩn trọng. Về mặt khoa học, nó có thể do bàn thờ đang bị mối mọt đục hoặc lỗi thiết kế bạn nhé. Vâng, các bạn thân mến, với người Á Đông, nhất là ở Việt Nam, thì việc thờ cúng tổ tiên luôn được mọi người chú trọng. Cho nên, việc đặt bàn thờ như thế nào để không những thể hiện được tấm lòng thành kính của con cháu với ông bà, tổ tiên, mà còn phải đảm bảo chuẩn phong thủy, từ đó giúp vận khí luôn hanh thông, lộc tài luôn tấn tới. Vậy nên, khi bài trí bàn thờ, các bạn cần tuyệt đối tránh phạm phải những đại kỵ sau. Thứ nhất là gần nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ. Bàn thờ là khu vực linh thiêng cần được đặt ở những khu vực trang trọng trong ngôi nhà. Gia chủ tuyệt đối tránh việc đặt gần nhà vệ sinh, phòng ngủ hay nhà bếp, nơi có nhiều xú khí, tạp khí. Những xú khí này có thể ảnh hưởng rất lớn đến nơi hội tụ linh khí, giàu ý nghĩa tâm linh như bàn thờ. Không chỉ khiến không gian sống trở nên ít năng lượng tích cực hơn, điều này còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ. Tốt nhất, bạn nên đặt bàn thờ trong một phòng riêng hoặc phòng khách, nơi thông thoáng, trang nghiêm. Nếu ở chung cư hay phòng trọ hạn chế về diện tích, bạn hãy cân nhắc đặt bàn thờ ở nơi cao nhất. Ngoài ra, bạn cũng cần thêm nhiều cây xanh để lọc không khí, mở nguồn ánh sáng tự nhiên để lưu thông. Tạo khoảng cách ngăn giữa gian thờ bằng vách ngăn hoặc rèm tre cũng là một gợi ý lý tưởng giúp bạn hóa giải uế khí hiệu quả. Thứ hai là đặt bàn thờ ngược với hướng nhà. Nhà có cửa ở hướng nào thì bàn thờ ở hướng đó, tuyệt đối không được đặt ở hướng ngược lại. Đây là điều kiêng kỵ khi đặt bàn thờ cơ bản nhưng vô cùng quan trọng, gia chủ nhất định không được bỏ qua. Bởi theo phong thủy, đặt ở hướng trái ngược có thể khiến gia đình luôn gặp bất hòa, mọi thành viên không hòa thuận. Đặc biệt, nhiều người còn cho rằng điều này còn có tác động rất nhiều tới việc sinh con nối dõi sau này đó bạn nhé. Thứ ba là đặt bàn thờ phía dưới xà ngang. Xà ngang hay còn được gọi là dầm ngang là một khung xương chịu trọng lực được làm từ các chất liệu như gỗ, sắt hoặc bê tông. Nó thường được đặt ngang tại trần để chống đỡ toàn bộ ngôi nhà. Tuy nhiên, việc đặt bàn thờ dưới xà ngang là điều được coi là không may mắn. Theo quan niệm phong thủy và tâm linh, việc đặt bàn thờ dưới xà ngang có thể tạo ra một sự xung đột với năng lượng trong không gian gia đình. Năng lượng tiêu cực từ xà ngang có thể truyền đến bàn thờ và từ đó ảnh hưởng đến tinh thần lẫn sức khỏe của những người sống trong ngôi nhà đó. Có thể gây ra các vấn đề về tinh thần và sức khỏe, ảnh hưởng đến hạnh phúc và thịnh vượng của gia đình. Để hóa giải lỗi này thì bạn có thể thay đổi vị trí bàn thờ hoặc lắp trần giả bên dưới xà ngang nhé. Một cách khác mà bạn cũng có thể áp dụng đó là bài trí các vật phẩm phong thủy như con rùa, đồng hồ vàng hình tròn dưới xà ngang để hóa giải các sát khí. Những vật phẩm này thường được tin rằng mang lại may mắn và sự bình an. Thứ tư là xung quanh bàn thờ để đồ đạc bừa bộn lộn xộn. Không gian bàn thờ là nơi linh thiêng, do đó nhất định phải luôn sạch sẽ, không được chất đồ đạc lung tung. Vì bạn sẽ không biết thứ vật dụng mà bạn để xung quanh bàn thờ có ảnh hưởng gì đến vận khí của bản thân. Đặc biệt, đồ điện, bể cá cảnh hay thùng rác, vật ô uế là những thứ có thể khiến kinh tế gia đình bạn sa sút, tài sản hao hụt, tinh thần trí tuệ không tốt nếu được đặt ngay tại bên dưới bàn thờ. Đặc biệt, người nam hay gia chủ trong nhà là người gánh lên vận khí xấu này nhiều nhất. Bàn thờ cúng là nơi vô cùng linh thiêng, trang trọng, đóng vai trò không nhỏ đối với mọi ngôi nhà cũng như gia chủ. Đây không chỉ đại diện cho lòng hiếu kính đối với ông bà mà còn thể hiện nhiều yếu tố về phong thủy, tâm linh đó bạn nhé. Và thứ năm là bài vị trên bàn thờ đặt quá sát tường. Bạn không được đặt quá sát tường vì có thể ảnh hưởng đến tiền đồ, vận mệnh cũng như sức khỏe của mọi người trong nhà. Hãy luôn tạo một khoảng trống nhỏ giữa các bài vị và với vách tường để tránh phạm phải đại kỵ này. Việc cố gắng chú ý, nắm rõ kiêng kỵ khi đặt bàn thờ gia tiên sẽ giúp gia đình bạn luôn ấm cúng hạnh phúc. Công việc làm ăn cũng vì vậy mà trở nên thuận lợi hơn, cuộc sống dễ dàng, thu hút vận may tìm đến. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với các bạn những thông tin liên quan đến việc hóa vàng, cũng như các dấu hiệu liên quan đến ban thờ cảnh báo gia đình có thể gặp vận rủi. Các bạn hãy lưu ý để thực hiện cho đúng, nhằm giúp cho năm mới được mọi sự hanh thông, tiền vào như nước các bạn nhé. Và đến đây thì nội dung của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.